Dự thảo dự án luật khám chữa bệnh sửa đổi là nội dung được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm góp ý trong các thảo luận ở tổ chiều nay, nhất là việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Nêu số liệu báo cáo của Bộ Y tế là hiện nay có hơn 580 người nước ngoài khám chữa bệnh ở Việt Nam, trong đó một nửa là bằng tiếng Anh. Các bác sĩ nước ngoài chủ yếu khám bệnh chữa bệnh theo yêu cầu, nên nếu hạn chế nguồn cung cũng không ảnh hưởng lắm đến việc khám chữa bệnh, nhưng sẽ hạn chế nguồn bác sĩ chuyên khoa giỏi tham gia công tác này, một số đại biểu đề nghị. Nếu như bây giờ mà cứ yêu cầu là phải biết tiếng Việt mới cho hành nghề, thông thạo tiếng Việt cho hành nghề thì có thể là có một số những bác sĩ nước ngoài là người ta không học tiếng Việt. Người ta không thể hành nghề ở đây thì chúng ta sẽ mất một lực lượng bác sĩ giỏi. Vậy thì nhưng mà cái quy định về phiên dịch thì tôi thấy là phải cần thiết, bởi vì phiên dịch thì rõ ràng là thậm chí có thể phải xem xét để cấp giấy phép hành nghề trong phiên dịch ngành y. Cũng liên quan đến việc tăng cường chất lượng khám chữa bệnh, ý kiến đại biểu băn khoăn về điều kiện cấp phép hành nghề đối với những đối tượng là bác sĩ chuyên khoa, nhất là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, những người có nhiều kinh nghiệm và thời gian hành nghề nhưng vẫn phải sát hạch cấp lại giấy phép hành nghề 5 năm một lần. Các bác sĩ chuyên khoa, giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, nhà dân dân và nhà ưu tú vẫn nằm trong trường hợp cấp lại không? Đấy, ở đây thì không quy định rõ. Thế thì những trường hợp này mà người ta đã có tay nghề rất là cao rồi thì vẫn 5 năm phải đi để sát hạch để cấp lại một lần à? Đấy, những cái điểm này là những cái người mà có tay nghề cao rồi, hoạt động thường xuyên liên tục. Đấy, có cái số ca mổ, số ca hành nghề nhiều rồi thì anh phải tính cho người ta thế nào. Nhấn mạnh mục tiêu dự án luật phải đạt được là tăng cường chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, chứ không phải là tăng quản lý hành chính nhà nước qua việc cấp phép hành nghề. Một số ý kiến đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu kỹ các quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hành nghề. Hội đồng y khoa như các cái hội đồng khác chỉ là cái đơn vị đánh giá về cái chất lượng của người hành nghề thôi. Thế còn cái việc mà có cấp phép hay không thì cũng nên là giao cho chính quyền các cấp, các cái bộ quản lý chuyên ngành. Và các bộ này cũng là cái người vừa cấp phép và vừa có cái quyết định thu hồi giấy phép cho nó phù hợp. Thì nó sẽ đáp ứng cái sự thống nhất đầu mối quản lý nó rõ hơn. Quy trình phê duyệt kỹ thuật mới hiện nay của chúng ta rất phức tạp và mất thời gian. Nhiều ý kiến cho rằng nên chăng cấp có thẩm quyền phê duyệt áp dụng kỹ thuật mới đưa xuống cấp của cơ sở y tế hoặc bệnh viện. Những nơi có hội đồng khoa học thẩm định nhằm rút ngắn thời gian phê duyệt áp dụng kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh.